Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay xin giới thiệu đến tất cả các bác. Đây là một hai cái mẫu máy hút ẩm mà em mới vệ sinh xong. Đó, thì đợt vừa rồi em vệ sinh rất là nhiều những cái dòng mít cột. Đấy, mít cột từ 14 lít, 16 lít và 2 lít, đủ các mã công suất để cho các bác có thể lựa chọn nhé. Vâng. Và rất nhiều bác hỏi là con này dùng có tốt không, con này dùng có được không, thì các bác yên tâm, kể cả các bác mua cứ là dòng mít, ban la hay những cái dòng chính hãng thì đảm bảo là về chất lượng. Đó. Tại vì là các bác sẽ sử dụng nó phù hợp với cái diện tích phòng của mình nhé. Đó, ví dụ như phòng của các bác mà sử dụng khoảng tầm 30-40 m² thì các bác có thể sử dụng con 14 lít mắt niếc, hoặc là 14 lít của mít cột, hoặc 16 lít cũng được. Đấy. Hoặc là các bác sử dụng cao hẳn lên 22 lít. Rồi, cái đấy thì là sẽ là phụ thuộc theo cái nhu cầu của mỗi người. Và trên đây thì em giới thiệu chi tiết cụ thể đến cho các bác. Đó là cái dòng mít niếc mà với cái dòng này nó là dòng VIP. Đó, dòng VIP, tại vì các bác thấy tại sao nó có một cái cảm biến ở đây nhá. Đây chính là cảm biến quét khu vực ẩm này. Đó. Quét khu vực ẩm nhá. Thì chỉ có duy nhất một dòng này nó có thôi, và cái công suất của bọn này thì nó chỉ có là 14 lít, ngoài ra nó không có to hơn, không có nhỏ hơn. Và tất cả máy này là máy zin nguyên bản, trắng đẹp. Đó. Hàng zin 100% nhá. Độ mới của nó nên đạt đến khoảng tầm 98% các bạn. 98% luôn đối với hai con này nhá. Đây, máy thì em đã vệ sinh rất sạch sẽ rồi. À, bên trong thì dường như là chỉ tháo ra mình vệ sinh qua phần bụi thôi. Đây, tổng quan bên ngoài này các bạn ạ. Đây là can nước của nó nhé. Với cái dòng này là khi mà nó hút đầy nước thì nó sẽ tự động nó ngắt máy. Đây, trên đây nó có một cái cảm biến từ này. À, phần can nước này. Ở con máy này thì các bác để phòng ngủ cũng rất là tuyệt vời. Để phòng ngủ nó chạy với cái độ ồn rất là thấp. Hoặc với kiểu dáng này, em thấy một số các bác là mua hay để trong những cái phòng audio ấy, nhìn con này nó cực kỳ là sang. Rồi, ngoài ra đằng sau đây các bác sẽ thấy rằng là nó có một cái tấm lưới này. Tấm lưới này thì nó sẽ là lọc bụi thô nhé. Thì các bác sử dụng một thời gian thì mình sẽ bỏ ra để mình vệ sinh sạch sẽ. Và thông số kỹ thuật cũng như là tất cả các thông số nó sẽ được ghi ở cái tem đằng sau này. Đây các bác đây, chuẩn Made in Japan nhé. Và mã máy đây, E85EF này. Và sử dụng điện áp 220V. Hàng này hàng xuất, nên các bác sẽ thấy toàn bộ trên các phím này nó là tiếng Anh. Quay sách của nó đây. Đó. Và các bác thấy rằng với cái dòng mít điếc này nó thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Một cái đường cong vào đây. Đó, nhìn con máy nó rất là mềm. Đó, nó không có bị trông quá là thô cứng đúng không ạ? Đấy, xứng đáng để các bác để trưng bày cũng như là sử dụng trong gia đình, nó có rất là tuyệt vời. Rồi, con này công suất hút của nó là 14,5 lít trong ngày, 14 và 14,5 nhá. Ở cái nhiệt độ 30 độ C và độ ẩm 80%, nếu mà độ ẩm trên 80% thì nó còn hút lên đến 16-17 lít trong một ngày cơ các bạn. Với con này thì nó sẽ sử dụng cái môi chất làm lạnh là GA134A, cũng giống như cái dòng hút ẩm khác thôi. Và công suất của nó là 250W, dòng này thì là điện 220V xịn luôn. Và các bác không cần phải cắm qua đổi nguồn nhé, rất là tiện. Đây, khu vực này, khe này nó chính là cái khu vực của cái cảm biến độ ẩm. Thì với tất cả máy hút ẩm khi mà em vệ sinh xong ấy, tất cả các dòng máy thì em đã đều có thay cái cảm biến ẩm hết rồi. Đó. Đây các chế độ đây các bác này. Đây em sẽ quay chi tiết các bác sẽ nhìn thấy các chế độ này. Màn hình rất là sắc nét nhá, cả hai con luôn. Đây hiển thị về cái phần trăm độ ẩm này. Và đây có hẹn giờ tắt và hẹn giờ bật. Và các bác đang thấy nó đang đóng ở khung là off đúng không ạ? Hiện tại máy đang ở trạng thái bật và mình lựa chọn hẹn giờ thì khoảng tầm 2 tiếng sau sẽ là tắt máy nhé. Ngoài ra các chế độ của nó đây. Chế độ tốc gió cao, chế độ tốc gió thấp này, chế độ auto này. Và mình có thể là set cài phần trăm độ ẩm này. Chế độ sấy quần áo ở đây nhé, ở bên dưới này. Rồi, và đây nó là một cái chế độ rất là quen thuộc ở trên những cái dòng Mitsu. Đó là chế độ vệ sinh giàn, đó nó sẽ làm khô giàn. Và mình sẽ điều chỉnh được tất cả hướng gió. Con này nó điều chỉnh trên dưới và trái phải, nó điều chỉnh theo đa hướng. Đây, nó là hai nút riêng biệt và nó có đánh mũi tên đây. Rất dễ để cho mọi người sử dụng nhé. Đấy, em thấy rằng là cái việc thiết kế cũng như là về các sắp xếp các phím chức năng ở trên những dòng mít mắt niếc này rất thuận tiện cho mọi người sử dụng. Đó. Và giá dòng này thì nó sẽ cao hơn mít cột một chút thôi. Đó. Với những con này thì giá hiện tại bây giờ nó đang là 5 triệu nhá. 5 triệu bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm. Đây, các bác nhìn đằng sau này, rất là đẹp nhá. Hai con đều đẹp như nhau. Đó, máy thì em đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Các bác nhìn này. Đó, thiết kế một cái thiết kế rất là tuyệt vời trên cái dòng mít mắt niếc. Ở cái dòng mã mà điện 100V
thì các bác sẽ thấy rằng nó có những cái máy mà với công suất là 8 lít này, 10 lít và 12 lít, còn trên điện 220V thì chỉ có duy nhất là 14 lít nha các bác nhé, không có to hơn và không có nhỏ hơn. Và giá thì em có báo cụ thể trong video là giá là 5 triệu và bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm. Đấy. Hiện tại bây giờ thì với như hiện tại bây giờ thì các bác có thể lựa chọn được rất là nhiều những con máy với cái độ đẹp. Đấy. Nó gọi là chuẩn gọi là hàng nước rồi. Thời điểm hiện tại bây giờ. Đó. Như đây em đã lựa chọn ra được hai con đẹp nhất để em vệ sinh cho các bác đây. Đấy. Tất cả máy rất là sáng đúng không ạ? Sơn zin nhá, toàn bộ sơn zin này, sơn zin 100% luôn đấy ạ. Đó, cũng không có xước sát gì mấy. Nhãn hiệu Mitsubishi và các bác sẽ thấy có một cái biểu tượng ở đây. Đó, biểu tượng trên cái dòng mắt niếc. Các chế độ này, đây hiện tại bây giờ đang bật ở cái chế độ sấy này. Đó. Bác máy các bác có thể thấy nó chạy rất là êm ái đúng không ạ? Rồi, đây là cái cảm biến quét khu vực ẩm của trên cái dòng mắt niếc. Đó, nó sẽ đưa đi sang trái, sang phải và trên dưới nhé. Rồi, chi tiết là các bác nào mà chốt cái dòng máy hút ẩm Mitsubishi này thì liên hệ với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Với con máy này thì giá bán là 5 triệu của một con và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển và hàng ship code là có cọc các bác nhé, em sẽ ship code toàn quốc. Đó, năm nay thì có yên tâm rằng hút ẩm bên em lựa chọn những con máy đẹp và đa vệ sinh, sẵn máy rất là nhiều, chỉ cần các bác lên đơn và các bác lựa chọn những cái loại nào thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Ok, xin chào và cảm ơn tất cả các bác.